lại được lên truyền hình như này. Ừ. Một ngày mà làm năng suất cao nhất được mấy mét vuông? Cũng tùy mặt bằng anh ạ. Mặt bằng dễ nhất. Nhất thì chẳng hạn nó là mái, là nó là vệ sinh hay là ừ, nó mái. Chẳng hạn mái thì 3 người thì ngày cũng quất được độ 7 mét thôi. 7 mét là 3 người trong một ngày, mặt bằng thoải mái. Vệ sinh thì trung bình như nào? Đấy là cả vệ sinh cả làm đấy. À. Đục đẽo ôm chân tường, dọn dẹp vệ sinh. Mỗi ngày mà thời tiết nó phải đẹp nữa. Ừ. Nó còn rét quá, khổ quá, mưa. Nhưng mà thời tiết nó phải thuận lợi.